Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình làm phần tiếp theo, đó là vì sao người Việt Nam theo đạo Giê-xu của giáo sư, nhà sư học mà Trần Trung Ngọc. Trong thời đại, tôn giáo của nhiều người rất có thể được xếp vào loại đạo Giê-xu. Được trích dẫn của Ram Abai, trưởng ban tôn giáo Đại học Columbia. Nhận định như trên dựa trên sự kiện là các tín đồ Kitô giáo thực sự chỉ là những tín đồ tôn thờ Giê-xu như là một thiên chúa. Theo nghĩa trên, những người Kitô giáo hay Tin Lành đều có thể coi như là theo đạo Giê-xu. Bài viết này là một mà khảo luận trí thức trong lĩnh vực học thuật về câu hỏi người Việt Nam theo đạo Giê-xu là vì cái gì. Trước hết, tôi cần phải nói ngay một điều: tôi đặt câu hỏi trên với tất cả sự nghiêm túc trong lĩnh vực học thuật. Một câu hỏi rất đứng đắn, có cơ sở mà tôi nghĩ trong giai đoạn phát triển của đất nước ngày nay cần phải đặt trước người dân Việt, trước toàn thể dân Việt chứ không chỉ trước những tín đồ của đạo Giê-xu. Tôi đặt vấn đề này trước những người chỉ cần có một trình độ hiểu biết thông thường, một đầu óc biết suy nghĩ và có một sự lương thiện tri thức đó tối thiểu. Nghĩa là phải chấp nhận sự thật, dù sự thật đó làm cho chúng ta đau lòng, chứ không phải là những người vì đức tin của mình mà không chấp nhận sự thật trước những bằng chứng hiển nhiên và tiếp tục nhận giả làm chân. Bài viết này do đó không ngoài mục đích trình bày những sự thật về đạo Giê-xu qua các tài liệu từ cuốn Kinh Thánh, từ những tác phẩm nghiên cứu của các học giả ở trong cũng như ở ngoài các giáo hội Kitô, từ lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam, vân vân, để tìm hiểu và giải đáp cho thắc mắc trong câu hỏi trên, chứ không có ý xúc phạm những người Việt theo đạo Giê-xu. Nhưng tôi thực sự cũng mong muốn những bậc thức giả trong đạo Giê-xu có thể giúp tôi bằng cách cho tôi một giải đáp trí thức cho câu hỏi trên. Đây là một vấn đề vấn nạn lớn cần phải khai sáng trong chiều hướng tiến bộ tri thức của nhân loại mà Việt Nam không có quyền tự đặt ra. Ngoài chiều hướng này, một chiều hướng có ảnh hưởng đến tương lai quốc gia, và nhất là một vấn nạn liên hệ đến tín ngưỡng của một tôn giáo lớn trên thế giới và của 7% trên số hơn 80 triệu dân Việt Nam. Cho nên không phải chuyện có thể nói một cách vô trách nhiệm. Mặt khác, tôn giáo liên hệ tới mọi mặt sinh hoạt của xã hội, cho nên chúng ta cần phải biết vị thế đúng của tôn giáo trong xã hội. Câu hỏi trên được đặt ra là vì, thứ nhất, qua cuộc nghiên cứu về đạo Giê-xu và về giáo hội Kitô Roma trong nhiều năm, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi người Việt Nam theo đạo Giê-xu là vì cái gì. Bài viết này chứng minh thắc mắc của tôi không phải là vô căn cứ. Và thứ nhì, lịch sử truyền đạo Giê-xu vào Việt Nam đã là một vấn nạn cho xã hội Việt Nam và kéo dài cho đến ngày nay như thế nào. Tôi chắc mọi người chúng ta đều đã biết phần 2 của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang sẽ làm sáng tỏ thêm vấn nạn này. Còn một điều khác mà tôi nghĩ cũng cần phải minh định, tuy tôi đang là một Phật tử nhưng chưa bao giờ tôi đứng trên lập trường tôn giáo của tôi hay đưa trên giáo lý Phật giáo để viết về Kitô giáo. Vì tôi hiểu hơn ai hết, thứ nhất, Phật pháp không tranh cãi với các pháp thế gian. Và thứ nhì, một Phật tử đúng nghĩa là một Phật tử thì không bao giờ nên dựa vào tín ngưỡng của mình để mà phê phán một tín ngưỡng khác. Cho nên những bài viết thuộc loại nghiên cứu như thế này hoàn toàn không dính dáng gì tới Phật giáo. Bài viết này thuần túy thuộc lĩnh vực học thuật, nghiên cứu nghiêm chỉnh, do đó bản chất là phi phe phái, phi chính trị. Nhưng tôi cũng phải nói là tôi làm công việc này với tinh thần Phật giáo, đó là lấy việc nên làm, có thể giúp ích được tha nhân thì cứ làm, đừng ngần ngại, nhưng làm mà không truy cầu bất cứ điều gì cho chính mình, và làm với ý tốt cho tha nhân. Ý tốt này nằm trong hai chữ giải hoặc, nghĩa là
tháo gỡ những sự huyền hoặc ra khỏi đầu óc những người bị mê hoặc bởi những điều mà trong thời đại này đã không còn giá trị, và chúng ta không có quyền để chúng trong đầu mà không hiểu tại sao lại để chúng trong đầu. Tháo gỡ bằng cách nào và làm sao có thể quyết đoán là người ta đã bị mê hoặc? Qua nghiên cứu nghiêm chỉnh và hiểu biết đúng sự việc, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đi vào lĩnh vực nghiên cứu để đi tới hiểu biết. Đạo Giê-xu thường gọi là Cơ Đốc giáo, Kitô giáo, Thiên Chúa giáo, nhưng có lẽ gọi là Đạo Giê-xu thì thích hợp nhất, vì là đạo giáo dân tôn thờ Giê-xu như là một Thiên Chúa và tin vào khả năng cứu chuộc của Giê-xu, mà nền thần học của Đạo Giê-xu đã cấy vào đầu óc tín đồ Đạo Giê-xu được truyền vào Việt Nam theo hai hệ phái Kitô giáo Roma, có nghĩa là Công giáo, và Phản Thể giáo, tức Tin Lành. Kitô giáo Roma đã xâm nhập vào Việt Nam từ thế kỷ thứ 16 và Phản Thể giáo từ thế kỷ thứ 20, rồi phát triển song song với sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam. Bài viết này bỏ qua khía cạnh lịch sử xã hội và những thủ đoạn truyền đạo bất xứng là một khảo luận trong lĩnh vực học thuật về hai sự kiện sau đây đưa đến tình trạng một số người Việt tin theo Đạo Giê-xu. Một, Kitô giáo Roma truyền vào Việt Nam là dạy tín đồ rằng giáo hội Kitô của họ là do Chúa Giê-xu thành lập, truyền lại cho tông đồ Phê-rô làm giáo hoàng, và rồi các giáo hoàng kế tiếp là những thừa kế của Phê-rô, là đại diện của Chúa trên trần, và các giám mục, linh mục ở dưới đều là các cha cũng như Chúa, có quyền thay Chúa tha mọi tội cho họ qua lễ xưng tội, và nếu họ tin Chúa thì sau khi chết đến ngày tận thế, Chúa sẽ làm cho phần hồn của họ nhập lại với phần xác, bất kể là chết đã bao lâu và chết như thế nào, và sẽ được bốc lên thiên đàng để sống đời đời bên Chúa của họ, vân vân. Còn nếu không tin sẽ bị Chúa đầy xuống hỏa ngục để bị ngọn lửa vĩnh hằng thiêu đốt. Để có được một chỗ trên thiên đàng, họ phải tuyệt đối tuân phục giáo hội, nghĩa là phải tuân phục mọi giáo lý và phải tin mọi tín lý của giáo hội đưa ra, bất kể những giáo lý và tín lý này có phù hợp với Thánh Kinh không, vì giáo hội đã nắm trong tay chiếc chìa khóa mở cửa thiên đàng và có quyền thay Chúa để thưởng phạt tín đồ vì tin vào những điều truyền đạo như trên. Cho nên đến ngày nay, giáo hội Kitô Roma tại Việt Nam từ trên xuống dưới vẫn tiếp tục tuân phục vô điều kiện Vatican. Chúng ta nên để ý đến từ Kitô giáo Roma, và tôi dịch từ Roman Catholic. Thật ra đạo Kitô Roma có xuất xứ từ miền Trung Đông, về sau trở thành một hệ phái thuộc quyền Roma. Bởi vậy cho nên giáo hội giáo hoàng mới có danh hiệu là giám mục thành Roma, Bishop of Roma. Tiến sĩ Lorraine Bodner trong cuốn Roma Catholic đã cho rằng hai từ Roman có nghĩa là Catholic Sim đi liền với nhau chẳng có nghĩa gì vì chúng mâu thuẫn với nhau. Thật vậy, người Việt dịch từ Catholic là Công giáo cho rằng từ Catholic có nghĩa là phổ quát, chung cho tất cả mọi người, nhưng bỏ quên chữ Roman, liên hệ tới một địa danh ở Ý, Roma, Rome. Đây là một mà sự nhập nhằng cố ý, vì Roman và Catholic là hai từ rất mâu thuẫn đối với nhau. Roman có nghĩa là rõ rệt, là một particular, nghĩa là một cái gì chỉ thu hẹp trong một phạm vi liên hệ tới một địa danh, không có tính tổng quát hay phổ quát. Trái ngược với từ Catholic có nghĩa là phổ quát. Do đó Kitô giáo Roma, Roma Catholic Chim, thực ra chỉ có nghĩa là một hệ phái Kitô giáo phổ quát trong phạm vi của đế quốc La Mã. Từ điển The American Heretic Dictionary định nghĩa từ Roman viết hoa như sau. Một, bằng tiếng Anh không. Cho nên trên thực tế Roman Catholic
chẳng có cái gì có thể gọi là phổ quát hay chung cho mọi người trên thế giới. Và từ công giáo của người, việc bỏ đi chữ Roman có chẳng qua chỉ là một cưỡng từ vô nghĩa, và đạo Cato Roma ở Việt Nam chẳng qua chỉ là đạo Kitô ở Roma. Được các thừa sai thực dân mở đường và rồi theo gót thực dân Pháp truyền tới Việt Nam, cho nên chúng ta thường nói đến giáo hội Cato Roma tại Việt Nam, hay quen thuộc hơn giáo hội Công giáo La Mã tại Việt Nam. Chúng ta cũng thấy trên Internet có trang nhà Việt Catholic, nhưng ít người hiểu được rằng Việt Catholic cũng mâu thuẫn và vô nghĩa như Roman Catholic. Đã là Việt thì không thể là Catholic. 2. Tin lành được dịch từ hai tiếng Phúc Âm hay Good News truyền vào Việt Nam, căn bản truyền giáo không khác Cato giáo Roma về những chủ đề như cứu rỗi, thiên đường và hỏa ngục, nhưng không có cấu trúc toàn trị như Cato giáo Roma. Tin lành ly khai từ Cato giáo Roma, sáng lập bởi Martin Luther ở Đức, phủ nhận cấu trúc quyền lực của chế độ giáo hoàng, không công nhận giáo hoàng là đại diện của Chúa Giêsu. Vì vậy Cato giáo gọi tin lành là phản thể giáo. Tin lành tuyệt đối tin vào Thánh Kinh là lời của Thượng Đế, không phải không thể sai lầm, và truyền bá dưới chiêu bài là Chúa Giêsu yêu bạn, Jesus loves you, là bậc toàn thiện, vân vân. Và tin theo tin lành chỉ cần tin Chúa, không cần phải qua một tổ chức trung gian như Cato giáo thì sẽ được cứu rỗi, và nhất là trong thời nay này sẽ được giàu sang như dân các nước tân tiến trên thế giới như Anh, Mỹ, vân vân. Để khuyến dụ lớp cùng đinh trong xã hội trái ngược với lời tuyên truyền của các giáo hội, đạo Giêsu là đạo của người nghèo, Cato giáo Roma và tin lành đều dạy tín đồ phải thờ phụng Giêsu làm tôi tớ tỳ nữ siêng năng hầu việc Chúa. Nếu chúng ta có đi qua vùng Hố Nai, Gia Kiệm thì sẽ thấy một tấm bảng đề dòng tỳ nữ của Chúa Giêsu ở trước một ngõ vào, có lẽ là ngõ vào một nữ tu viện. Việc Chúa ở đây nên hiểu không phải là những việc Chúa muốn, vì chẳng có ai biết Chúa muốn gì, mà là những việc mà các bề trên trong Cato giáo Roma cũng như tin lành muốn tín đồ phải tin, đó là ý Chúa. Khi xưa giáo hoàng Urban II phát động cuộc thập ác chinh thứ nhất vào năm 1096 để cướp lại thánh địa từ những kẻ không tin đạo Hồi giáo. Thiên Chúa muốn thế, là tiếng hô hào kêu gọi để tập hợp tập đoàn thập ác quân đi giết người cho Chúa. Từ hai sự kiện trên để tìm hiểu câu hỏi người Việt Nam theo đạo Giêsu là vì cái gì, chúng ta không có cách nào khác là phải làm sáng tỏ những chủ đề sau dưới đây. Một, giáo hội Cato Roma có mục đích thực là do Giêsu thành lập như giáo hội Cato dạy không? Hai, Giêsu sinh ra đời để làm gì? Những giải thích thần học có đúng sự thật không? 3. Sự truyền đạo của Kitô giáo trên thế giới có phải là ý muốn của Giêsu không? 5. 4. Những sắc dân Phi Do Thái có phải là đối tượng cứu chuộc của Giêsu không? 5. Đạo đức và trí tuệ của Giêsu. 6. Thánh Kinh có phải là những lời mặc khải không thể sai lầm của Thượng Đế không? Và thực chất nội dung Thánh Kinh là gì? Hai điểm cuối đạo đức và trí tuệ của Giêsu và nội dung Thánh Kinh rất quan trọng để chúng ta có thể có một quyết định không sai lầm. Vì thường thường chúng ta khi chỉ tín ngưỡng tôn thờ những bậc đạo cao đức trọng, trí tuệ siêu đẳng, mang nhiều phúc lợi đến cho nhân loại bằng những đóng góp thiết thực cho đời sống của người dân trong mọi xã hội, và con người thường dựa vào những điều giảng dạy trong kinh điển tôn giáo để mà áp dụng vào đời sống hàng ngày. Về nhân vật Giêsu, tất cả chúng ta biết về ông ta là ở trong Tân Ước, trong bốn phúc âm và trong sách Khải Huyền. Như vậy chúng ta không có cách nào hơn là tìm hiểu vấn đề này ngay trong Tân Ước để có thể đánh giá đúng mức những lời giảng dạy của Cato giáo cũng như tin lành về Giêsu. Tất cả tùy thuộc vào ở mức độ chính xác trong những lời giảng dạy của các giáo hội Kitô. Đây là một điều rất quan trọng không thể không có,
trong lĩnh vực học thuật. Trong thời đại ngày nay, sự tìm hiểu trí thức này là một điều cần thiết để mở mang dân trí. Từ đó, người dân có thể nhận thức đúng đắn về tín ngưỡng của mình. Bài phân tích này không ngoài mục đích là hy vọng có thể tăng sự hiểu biết về đạo Giê-xu cho người trong đạo cũng như người ngoại đạo. Những người có đầu óc suy nghĩ hoặc chỉ cần có một mức hiểu biết tối thiểu. Sau đây tôi sẽ đi vào vài điểm chính mà tôi đã đặt ở trên. Để cho được đầy đủ, bài viết này sẽ khá dài vì phải trích dẫn nhiều từ Kinh Thánh, từ những kết quả nghiên cứu về Thánh Kinh và Giê-xu ở Tây Phương, và từ những tài liệu tôi đã trình bày trong một số bài khác. Vậy xin quý độc giả thông cảm và quý thính giả cũng kiên nhẫn, và cũng xin quý độc giả cần có một mà cuốn Thánh Kinh ngay trước mặt để kiểm chứng những phần tôi trích dẫn. Mục 1, Giáo hội Cato Roma có phải là do Chúa Giê-xu thành lập như Giáo hội Cato dạy không? Như trên đã nói, Giáo hội Cato Roma dạy tín đồ rằng Giáo hội Cato của họ là do Chúa Giê-xu thành lập, truyền dạy cho tông đồ Phêrô làm giáo hoàng, và rồi các giáo hoàng kế tiếp là những thừa kế của Phêrô, là đại diện của Chúa trên trần, vân vân. Giáo hội dựa vào một câu trong Tăng Ước Mắc-thêu 16:2-18-19: Ngươi là Phêrô, và trên phiến đá này ta sẽ xây dựng giáo hội của ta, dầu các cửa hỏa ngục cũng không chống đối lại được. Ta sẽ giao cho ngươi những chìa khóa nước trời, sự gì con cầm buộc dưới đất thì cũng cầm buộc trên trời, còn sự gì con tháo cởi dưới đất thì cũng tháo cởi trên trời. Để tự đóng vai trò thừa kế Giê-xu trong giáo hội do chính Giê-xu thành lập ra, gần đây trong bức thư gửi các tín đồ Cato ở Trung Quốc, Giáo hoàng Benedict thứ 16 cũng khẳng định vai trò này như sau: Tôi, trong tư cách người kế vị Thánh Phêrô và là mục tử toàn thể hội thánh. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Sự thật là ngày nay các học giả nghiên cứu về Kinh Thánh đều cho rằng Chúa Giê-xu thành lập giáo hội Phêrô làm giáo hoàng đầu tiên, và các giáo hoàng tiếp theo đều là kế vị của Phêrô, vân vân. Như trên chỉ là những luận điệu thần học quỷ tạo của giáo hội và giáo hoàng cũng như các bề trên trong giáo hội đã dùng nó để nhốt các tín đồ vốn không bao giờ đọc Thánh Kinh và một mục tù tâm linh vì cái bánh vẽ trên nước trời, nên các tín đồ phải tin tất cả những gì giáo hội nói ra và được dạy phải tuyệt đối tuân phục bề trên của họ, và các bề trên của họ cũng phải tuyệt đối tuân phục đại diện của Chúa trên trần. Nghĩa là giáo hoàng hãy quên mình trong quân phục, đó là lời dạy căn bản trong Cato giáo Roma. Vì điều ngụy tạo trên đã tạo thành cấu trúc quyền lực của giáo hội. Thật vậy, đối với các học giả nghiên cứu về Thánh Kinh và đối với giới trí thức ở trong cũng như ở ngoài giáo hội, thì câu trên ở trong Tăng Ước rõ ràng là được thêm thắt sau này với mục đích thiết lập quyền lực tinh thần cũng như quyền lợi vật chất của giới lãnh đạo Cato trước đám đông tín đồ thấp kém ở dưới. Nghiên cứu kỹ Thánh Kinh, các chuyên gia đã vạch ra rằng câu trên hoàn toàn mâu thuẫn với nhiều loại đoạn trong Thánh Kinh, với tư tưởng của Giê-xu, và nhất là không thích hợp với tư cách của Phêrô chứng minh. Đọc Thánh Kinh, chúng ta thấy rõ là những người viết Tăng Ước đều tin rằng Giê-xu sẽ trở lại trần gian trong một tương lai rất gần. Ngay trong thời điểm của Giê-xu, thí dụ những đoạn sau đây đều được trích từ Thánh Kinh, Cựu Ước và Tăng Ước, Hội Quốc tế xuất bản năm 1994 và Holy Bible, The New King James Version, American Bible, New York 1982, Mắc-thêu 16:27-28, Ta, con của người, Giê-xu sẽ trở lại với các thiên sứ trong vinh quang của cha ta để thưởng phạt mỗi người tùy theo việc của họ làm. Và ta cho các con biết một vài người đang đứng đây sẽ còn sống trong cho đến khi nhìn thấy ta vào trong nước ta. Mắc-thêu 24:34, ta quả quyết thời đại này chưa chấm dứt, các biến cố ấy đã xảy ra rồi.
Mắc 9:2.1, Chúa bảo các môn đệ: ta cho các con biết một vài người đang đứng đây sẽ còn sống cho đến khi nhìn thấy nước trời thiết lập với uy quyền vĩ đại. Mắc 13:2.30, ta quả quyết thế hệ này chưa qua đi thì các biến cố đó, các biến cố xung quanh ngày tận thế và sự trở lại của Giê-xu đã xảy ra rồi. Luca 21:27-30:32, bây giờ nhân loại sẽ thấy ta giáng xuống trong mây trời với vinh quang và uy quyền tuyệt đối. Ta quả quyết thế hệ này chưa qua, các biến cố ấy đã xảy ra rồi. Gioan 14:3, ta đi chuẩn bị chỗ cho các con, khi chuẩn bị xong ta sẽ trở lại đón các con về với ta để các con ở cùng ta mãi mãi. Qua những đoạn trích dẫn ở trên từ Tân Ước, chúng ta hãy tự hỏi Giê-xu thành lập giáo hội và trao chức vụ giáo hoàng chăn dắt tín đồ cho Phê-rô để làm gì khi mà ông ta tin rằng ngày tận thế gần kề. Ngay trong thời của ông, khi một mà số môn đồ của ông còn sống, không những Giê-xu tin như vậy mà còn truyền cho các tông đồ đi rao giảng về một nước trời sắp đến như được viết rõ trong Tân Ước. Như vậy có phải là giáo hội đã thêm thắt câu ngươi là Phê-rô, và trên phiến đá này ta sẽ xây dựng giáo hội của ta, vào trong Tân Ước để lừa dối tín đồ là giáo hội do chính Chúa Giê-xu thành lập và các giáo hoàng đều là những người kế thừa Phê-rô. Chúng ta cũng nên biết rằng bốn phúc âm trong Tân Ước được viết trong khoảng từ 40 đến 80 năm sau khi Giê-xu đã chết, và mãi đến thế kỷ thứ tư, 27 sách trong Tân Ước bằng tiếng Hy Lạp mới được công nhận là chính thức thuộc Tân Ước, và rồi được dịch ra tiếng Latin, và sau cùng mới được dịch ra các thứ tiếng khác nhau. Việc thêm thắt ngụy tạo những đoạn trong cuốn Tân Ước không phải là khó khăn gì, nhưng thật ra mánh mưu thêm thắt câu trên không chỉ là tạo quyền lực cho giáo hoàng mà còn là cho toàn thể giới chăn chiên. Thật vậy, giáo hội đã biến câu trên thành những quyền lực thế tục rất hoang đường và phi lý cho giới giáo sĩ. Thí dụ trong nghi lễ phong chức linh mục, ông giám mục đặt tay lên đầu vị tân linh mục và phán: hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần, chúng con tha tội cho ai thì họ được tha, cầm giữ ai thì họ bị cầm giữ. Giáo lý Công giáo bản dịch của Hoài Chiên và Nguyễn Khắc Xuyên, trang 231, theo tinh thần câu ngụy tạo mà Chúa truyền cho Phêrô thành lập giáo hội ở trên, điều này có nghĩa là các linh mục nắm quyền muốn cho ai lên thiên đàng thì cho, và lẽ dĩ nhiên trong Cato giáo Roma, tập đoàn chăn chiên từ giáo hoàng xuống các linh mục, ai cũng đều nắm trong tay những chìa khóa của nước trời. Nếu có cái gọi là nước trời, hiển nhiên đây là chuyện hoang đường nhất trong những chuyện hoang đường. Xét đến vấn đề đạo đức của một số không nhỏ thuộc giới chăn chiên, từ các giáo hoàng xuống tới các linh mục, như chúng ta cũng không thể phủ nhận là chính điều này đã tạo nên một tâm cảnh sợ sệt, khúm núm quỳ lị bề trên, quên mình trong quân văn phục, trong đám tín đồ thấp kém, vì họ tin rằng các bề trên của họ thực sự nắm trong tay cái chìa khóa của nước trời. Một nước chỉ hiện hữu trong nền thần học của giáo hội để khuyến dụ tín đồ. Thật ra thì theo giám mục Jam Bay trong cuốn Một Thời Để Cho Sự Ngay Thẳng của Kitô giáo, trang 109, cái nhìn về thế giới của Giê-xu là cái nhìn của thời đại đó. Quan điểm về nước trời mà Giê-xu thường nói đến đã được đưa vào đạo Do Thái từ 5 thế kỷ trước khi Giê-xu sinh ra. Do ảnh hưởng của Zoroaster, điều này có nghĩa là quan điểm về một nước trời không phải là của Giê-xu, mà là Giê-xu chỉ lặp lại một quan điểm cổ xưa của dân tộc Do Thái. Một dân tộc có quá nhiều bất hạnh trong suốt dòng lịch sử, cho nên luôn luôn khát vọng một quốc gia độc lập, tràn đầy sữa và mật, như các rabbi Do Thái đã từng hứa hẹn với dân Do Thái như vậy để an ủi những bất hạnh dân Do Thái đang gánh chịu, và dạy họ rằng hãy giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa của họ,
thì một ngày nào đó Thiên Chúa sẽ đoái thương và cho họ được hưởng một cuộc sống trong nước trời dưới sự cai quản của chính Thiên Chúa của họ. Đây là một niềm tin nguyên thủy đặc thù của dân tộc Do Thái, không liên quan gì đến bất cứ một dân tộc nào khác. Nhưng khi Kitô giáo bành trướng trên thế giới thì họ đã đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau về một nước trời chung cho mọi người, nhưng không ngoài điều kiện là phải tin vào Thiên Chúa và phải làm theo ý Chúa. Thực sự chỉ là ý của giáo hội, vì chẳng có ai biết được ý Chúa là như thế nào. Thứ nhì, đọc kỹ Thánh Kinh, chúng ta còn thấy sự sau khi trao chìa khóa thiên đường cho Phêrô, Matthew 16:2-19, chỉ 4 câu sau, Matthew 16:2-23, Giêsu gọi Phêrô là Satan. Chúa quay sang lại nói với Phêrô: "Hãy đi ra đằng sau ta, Satan, ngươi là một sự xúc phạm đối với ta." Cũng vì sự mâu thuẫn và phi lý trong hai câu gần sát nhau trong Thánh Kinh mà Loi Gamham đã bình luận như sau: "Như vậy là giáo hội Cato được thành lập bởi Phêrô, người mà chỉ 4 câu sau trong Thánh Kinh Chúa gọi là Satan. Vậy nếu giáo hội Cato được thành lập bởi Phêrô thì giáo hội đó đã được thành lập bởi Satan." Một sự kiện mà chúng ta đã ghi nghi ngờ từ lâu, xét đến lịch sử đẫm máu đầy tội ác của Cato giáo mà giáo hoàng John Paul đệ nhị và tòa thánh Vatican đã phải xưng thú 7 núi tội ác trước nhân loại và xin được tha thứ, thì câu bình luận của Gaham đã ở trên không phải là không có căn bản. Câu chuyện về Phêrô thậm chí vô nghĩa, một người chết như mọi người mà lại có quyền lực trên khắp nhân loại trong muôn đời muôn kiếp. Trong những vấn đề tôn giáo, tín đồ Cato thật là nhẹ dạ cả tin. Nhưng họ có thể nhẹ dạ đến mức tin rằng trước khi có Kitô giáo, những bậc thông thái như Phaedrus, Plato, Socrates, người cần đến cái tên đánh cá Do Thái ngu đần này, Phêrô, để đầy đọa hay cứu vớt linh hồn họ hay không? Nhất định là không. Và chúng ta ngày nay cũng vậy. Đối với chúng ta, một câu hỏi tất nhiên cũng phải được đặt ra: người Việt Nam chúng ta, từ tổ tiên muôn đời đến chúng ta, có cần đến sự đầy đọa hay cứu vớt linh hồn từ cái tên đánh cá Do Thái Phêrô không những ngu đần mà còn hèn nhát như được viết trong Tân Ước không? Và chúng ta có cần đến vai trò của người tự nhận là kế vị Phêrô, và tại sao cần khi mà vai trò giáo hoàng đầu tiên của Cato giáo Roma, Phêrô rõ ràng chỉ là sự ngụy tạo thần học của giáo hội? Thứ ba, Thánh Kinh viết rõ Phêrô là mẫu người coi lời Chúa như không có, phản phúc và hèn nhát. Trước ngày Giêsu bị bắt, Giêsu bảo Phêrô hãy thức cùng Giêsu để cầu nguyện cùng Giêsu, và Giêsu đi ra chỗ khác cầu nguyện. Tân Ước viết rõ Giêsu cũng sợ chết, không muốn chết nên cầu nguyện cùng Chúa Cha: "Cha ơi, nếu có thể đừng bắt con phải uống chén đắng này", nghĩa là đừng con bắt con phải chết. Matthew 26:2-38 đến câu 39: "Oh my Father, if it's possible, let this cup pass from me." Nhưng khi trở lại thì Phêrô đã ngủ. Thì Matthew 26:2-40, khi Chúa bị bắt vì sợ bị kết tội đồng lõa, Phêrô đã 3 lần chối Chúa, thề là không hề biết Chúa. Matthew 26:2-70 đến câu 74. Khi Chúa bị đóng đinh trên thập giá thì Phêrô trốn biệt. Một người tư cách như vậy mà Chúa lại chọn để thành lập giáo hội hay sao? Chúa không có môn đồ nào tốt hơn và hiểu biết hơn tên đánh cá Phêrô hay sao? Trước những bằng chứng không thể phủ bác như trên, ở ngay trong Thánh Kinh, Joseph Dilden, một học giả Cato, trong cuốn Sự Mê Tín Cuối Cùng trang 83, cho rằng câu chuyện ủy quyền cho Phêrô xây dựng giáo hội là một chuyện tiếu lâm. Và trích dẫn lời của Albert Camus cho rằng Giêsu đã rỉu cợt cái tên nghèo khổ hèn nhát Phêrô khi bảo Phêrô là vững như phiến đá. Do đó chúng ta không lấy làm gì ngạc nhiên khi biết rằng nhiều học giả chuyên về Thánh Kinh khi
tin rằng câu chuyện về Phêrô giống như nhiều chuyện khác trong Tân Ước đã được người ta thêm thắt vào sau. Nhưng không phải chỉ có các học giả mới nhận ra sự phi lý trong chuyện Phêrô, mà chính những nhà thần học nổi danh trong giáo hội Cato cũng phải thừa nhận rằng thuyết Chúa thành lập giáo hội và trao quyền cho Phêrô chỉ là ngụy tạo. Hành Khung, giáo sư thần học tại trường đại học nổi tiếng ở Tübingen ở Đức, cũng phải viết như sau: con người Giêsu lịch sử tin chắc rằng ngày tận thế xảy ra ngay khi ông còn đang sống, và vì sự sắp tới của nước trời này không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta không muốn lập ra một công đồng đặc biệt khác nước Do Thái. Với giáo lý nghi thức thờ cúng, định chế cơ quan chỉ đạo riêng của Do Thái, tất cả những điều trên đó có nghĩa là khi còn sống, Giêsu không bao giờ sáng lập một giáo hội nào. Ông ta không hề có ý tưởng thành lập và tổ chức một hoạt động tôn giáo đại quy mô như được tạo ra về sau, một tôn giáo như Cato giáo Roma ngày nay. Và Ulta Ranker Hahnemann, nữ giáo sư thần học tông giáo đầu tiên trong giáo hội Cato, cũng viết: giáo hội đã biến Giêsu thành một dụng cụ tuyên truyền. Vì lý do này mà chúng ta tin vào mọi điều biện minh cho sự thành lập một giáo hội như được thêm thắt vào những lời Giêsu nói bởi những tác giả và các phúc âm. Sự thêm thắt này gồm các điều Giêsu ca tụng Phêrô như một phiến đá làm nền tảng để Giêsu xây dựng giáo hội của ông ta. Mát 16:2-18. Vì Giêsu không bao giờ có ý thành lập một giáo hội ở đây. Không phải là Giêsu nói, mà là giáo hội ban khai muốn tạo cho mình một địa vị lãnh đạo, là một khuôn mặt quyền lực vì sự tăng trưởng và cấu trúc của lãnh đạo theo cấp bậc. Trong chương 21, chương ngụy tạo trong nhóm trong phúc âm Gioan, nghĩa là chương được thêm vào phúc âm chính sau này, ý tưởng về một vai trò đã được phát triển rõ ràng. Phêrô trở thành kẻ chăn đàn chiên của Giêsu, như là đại diện của Giêsu, người chăn chiên thực sự lúc đầu, hắn thay thế Giêsu trong nhiệm vụ này. Ngay sau đó, giáo hội nghĩ rằng điều quan trọng không phải là con người Phêrô. Giáo hội quyết định rằng chức vụ của Phêrô là nền tảng của giáo hội do chính Giêsu thiết lập vĩnh viễn. Với quan niệm này, chúng ta có những giáo hoàng là kế thừa Phêrô và là phụ tá của Giêsu, và chế độ giáo hoàng là nền tảng của giáo hội. Một nhận định chính xác về thực chất giáo hội Cato Roma là của linh mục Joseph Acicabe. Linh mục Joseph Acicabe là một học giả nổi tiếng về bộ sử 8 cuốn A Complex Outline of History. Bộ sử này được dùng trong các đại học Mỹ trong nhiều thập niên, nhưng nổi tiếng hơn cả một bộ sách thế lực đen quốc tế The Black International, chỉ Cato giáo Roma, gồm gần 20 cuốn sách mỏng viết về một mặt của Cato giáo Roma. Trong đó có những cuốn điển hình như sau: Một tội ác sau cùng không phải là cuốn cuối cùng, Trần Trung Ngọc, Cũ Vatican. Thế lực đen quốc tế đã âm mưu chống tự do, chủ nghĩa giải phóng và dân chủ trên thế giới như thế nào. Cấu trúc toàn trị của giáo hội Roma với một mà Funner, những Gauleiter, tổ chức Gestapo và cơ quan kinh tài. Một mà người cai quản một giáo phận với Gauleiter, một quan chức lãnh đạo một vùng hay một miền dưới thời Đức Quốc xã. Ibis trang 18, Today in Every. Tổ chức linh mục mà với tổ chức Gestapo của Đức Quốc xã. Ibis trang 20. La Mã đặt sự phá hoại trên văn hóa giáo hội Roma, nghèo nhất về văn hóa, giàu nhất về tội ác. Giáo hội Roma kẻ thù của những công nhân Roma là đồng minh tất nhiên của mọi giới bóc lột. Những nhân tác phẩm dài nhất và đầy đủ về cấu trúc của chế độ giáo hoàng, thực chất giới linh mục học thuật công giáo, các lễ tiết bí tích mê tín trong Cato giáo Roma, vân vân,
là cuốn Sự thật về Giáo hội Cato Roma. Cuốn sách này gồm có hai phần. Phần đầu nói về lịch sử Giáo hội Roma. Phần 2 nói về Giáo hội ngày nay. Ngay chương đầu, Linh mục Joseph Amsincape viết: trong tất cả những chuyện giả tưởng vẫn còn được ấp ẩn nấp dưới cái dù dột nát chân lý Cato giáo, truyền thuyết về chế độ giáo hoàng được thành lập bởi Chúa và hệ thống giáo hoàng thật đúng là lì lộn và có tính cách lãng mạn. Chẳng có quyền lực thần thánh nào mà chỉ là một chuỗi những ngụy tạo và cưỡng bách, những lừa đảo tôn giáo và tham vọng ngổ ngược phạm phải trong một thời đại cực kỳ ngu si đã dựng lên quyền lực của giáo hoàng, hệ thống giáo sĩ và tín ngưỡng. Từ giáo hội chẳng có nghĩa gì trong thời của Giê-xu và Phê-rô. Không có từ đó trong tiếng Aramic, Giê-xu đã phải nói rằng giáo đường, nơi tụ tập cầu nguyện của người Do Thái. Và ông ta ghét những giáo đường. Ngoài ra, chúng ta cũng nên biết hội nghiên cứu về Giê-xu gồm nhiều học giả thuộc mọi hệ phái Kitô, sau nhiều năm nghiên cứu cũng đưa ra một kết luận, nghĩa là Giê-xu không hề có ý định thành lập giáo hội, cũng như không hề ủy quyền cho Phê-rô xây dựng giáo hội. Tất cả chỉ là những điều giáo hội Cato bịa đặt để tạo quyền lực cho giáo hội mà thôi. Cũng vì những bằng chứng không thể chối cãi được ở ngay trong Thánh Kinh, mà khi được hỏi rằng Giê-xu có ý định thành lập một tôn giáo mới, tôn giáo mà ngày nay chúng ta gọi là Kitô giáo, hay ít nhất là tạo ra một giáo hội Kitô tách biệt ra khỏi Do Thái giáo, không? Câu trả lời họ cho câu hỏi đó là một chữ không quyết định. Từ những bằng chứng nghiên cứu Thánh Kinh của các học giả trong thế giới Tây Phương và của cả những nhà thần học nổi danh trong Cato giáo Roma, chúng ta thấy rõ sự ngụy tạo ra tính điều Chúa chọn Phê-rô là người thừa kế chẳng qua chỉ là mánh mưu của giáo hội Cato để tạo quyền lực trên đám tín đồ đầu óc yếu kém, cả tin và không bao giờ đọc hay không bao giờ đủ khả năng đọc Thánh Kinh. Lịch sử đã chứng tỏ giáo hội Cato triệt để khai thác sự ngu dốt của quần chúng và cho đến ngày nay vẫn duy trì sách lược giam giữ tín đồ trong sự ngu dốt, trong một ngục tù tâm linh, không dám cho tín đồ biết về những sự thật về Thánh Kinh cũng như về Cato giáo, tuy rằng những sự thật này được phổ biến rộng rãi trên thế giới. Biết chắc là Giê-xu đã bị đóng đinh trên thập giá chết và tán xác nên không bao giờ có thể trở lại trần gian được nữa, giáo hội mới bày đặt ra chuyện Chúa chọn Phê-rô để thành lập giáo hội. Cả Chúa và Phê-rô cũng đã chết rồi, đâu còn có thể trở lại trần gian để mà cải chính hay bác bỏ giáo hội giáo lý ngụy tạo của giáo hội Cato. Nhưng mục đích của sự ngụy tạo này cũng không phải là để vinh danh Chúa hay Phê-rô, mà thực ra chỉ dùng Chúa Giê-xu và Phê-rô làm một bình phong thần học, một dụng cụ tuyên truyền, một bàn đạp để tạo nên thần quyền cho giáo hoàng và giáo hội. Giáo hội bày đặt ra chuyện Chúa chọn Phê-rô làm người thế vị để thiết lập giáo hội, buộc các tín đồ phải tuyệt đối tin và tuân phục giáo hội thì mới được Chúa cứu rỗi. Theo sự diễn giảng của giáo hội thì Phê-rô là người tuyệt đối tin Chúa nên được Chúa chọn, bất kể là Phê-rô ngu đần hay hèn nhát như Thánh Kinh đã viết rõ. Sự bịa đặt này còn nhằm mục đích mánh mưu khác, đó là dạy tín đồ chỉ cần đặt niềm tin vào Giê-xu để được cứu rỗi. Sự ngu dốt và vô đạo đức không phải là vấn đề, bởi vì chính Phê-rô bản chất là một tên ngu dốt và vô đạo đức. Nhưng không hết lòng tin Chúa nên vẫn được Chúa chọn. Bởi vậy chúng ta thấy không có tôn giáo nào mà giới giáo sĩ và các tín đồ lại có tỷ lệ ngu dốt và kém đạo đức như Cato giáo Roma. Và vì Phê-rô cũng đã chết rồi cho nên quyền lực của Chúa nằm trong tay những người kế thừa Phê-rô, một chức vị tự phong của các giáo hoàng qua học thuật Cato Catholic. Các tín đồ Cato đều được nhồi sọ từ khi mới sinh ra. Đời tín đồ tín điều hoang đường là giáo hoàng, là đại diện Chúa, nắm trong tay những chìa khóa mở cửa thiên đường và có quyền rút phép thông công tín đồ hoặc giáo hội cho Chúa Giê-xu thành lập nên
không thể sai lầm, vân vân. Do đó điều kiện tiên quyết cho các tín đồ muốn được Chúa cứu rỗi là phải tuyệt đối quên mình trong vân phục. Giáo hoàng, giáo hội điều bất hạnh cho nhân loại là ngày nay vẫn có hàng triệu người tin như vậy, không hề quan tâm đến những điều phi lý nằm trong những thủ đoạn thần học này. Bởi vậy mà ngày nay giáo hoàng Benedict thứ 16 vẫn thản nhiên tự nhận là tôi trong tư cách người kế vị thánh Phêrô là vì mục tử toàn thể hội thánh mà không chút ngượng ngùng trước thế giới. Chúng ta thấy chuyện Giê-xu thành lập một giáo hội như giáo hội Cato Roma ngày nay là một chuyện đã bị hầu hết những bậc thức giả ở trong cũng như ở ngoài giáo hội Cato bác bỏ. Lẽ dĩ nhiên không ai cấm ai không được tin vào một giáo hội thế tục do con người tạo ra và lừa dối tín đồ, là do Chúa tạo ra. Đó là sự chọn lựa của họ và đó là niềm tin riêng của họ. Nhưng vì cái gì mà họ tự đặt mình trong sự lừa dối của một tổ chức thế tục nắp sau bình phong tôn giáo? Vì trên thực tế, nếu giáo hội Cato Roma không phải là do Chúa thành lập thì lẽ tất nhiên Chúa chẳng bao giờ can thiệp vào việc của một giáo hội không phải của Chúa. Điều này các tín đồ không bao giờ nghĩ đến. Kết luận, Chúa Giê-xu nếu thật sự có một nhân vật được gọi là Chúa thì Chúa cũng không hề có ở trong giáo hội Cato Roma này. Và những người tin rằng có thể đến với Chúa qua ngã trung gian của giáo hội Cato Roma là những người sống với một ước muốn, một hy vọng không tưởng, không bao giờ có thể thành sự thật được. Đây là một sự thật khá đau lòng đối với một số người đã từng đặt hết niềm tin vào một giáo hội với hy vọng có thể đến với Chúa qua trung gian của giáo hội. Nhưng dù đau lòng cách mấy, khi đối diện với sự thật bất khả phủ bác, một số không ít người can đảm để dứt khoát ra khỏi cái ngục tù tâm linh đã giam hãm mình trong nhiều năm. Mà đây là một sự kiện ngoài ra, và hơn nữa điều đáng nói ở đây là ngoài sự vạch ra sự gian dối trên, các chuyên gia nghiên cứu thánh kinh còn chứng minh rằng Giê-xu với những lời hứa hẹn hão huyền đầy tính chất tự tôn, tự tạo, tự đại như trên là người mắc bệnh tâm thần hoang tưởng, và thực tế đã cho các tông đồ ăn bánh vẽ vì ông ta đã ra đi và không hề trở lại 2000 năm qua. Những người tin là Giê-xu có quyền phép cứu rỗi họ và cho họ lên thiên đường ở cùng ông đã dài cổ ra ngóng chờ ngày trở lại của Giê-xu. Nhưng năm này qua năm khác, thế hệ này qua thế hệ khác, thiên niên kỷ này qua thiên niên kỷ khác, Giê-xu vẫn biệt tâm. Tuy rằng trong thế giới Kitô có nhiều vị lãnh đạo tôn giáo đã nhiều lần tiên đoán ngày trở lại của Chúa Giê-xu, nhưng không có lần nào trở thành hiện thực. Làm sao ông ta có thể trở về được khi ông ta đã bị đóng đinh trên thập giá chết tan xác? Lời hứa hẹn vô trách nhiệm đầy tính cách lừa dối những kẻ nhẹ dạ như trên có giá trị gì khi những điều ông hứa không hề mảy may thực hiện được đã 2000 năm nay? Nhưng điều kỳ lạ là trên thế giới hiện nay vẫn có hàng triệu người tiếp tục tin tưởng và mong chờ ngày Giê-xu trở lại trần. Nếu bộ xương của Giê-xu trong một bà tiểu quách mới tìm thấy ở Jerusalem có thể trở lại trần với nguyên vẹn hình người hay hình Chúa, kết luận cho mục 1 và cũng là phần 1, giáo hội Cato Roma có phải là do Giê-xu thành lập không? Câu trả lời cho câu hỏi đó là một chữ không quyết định. Vì vậy người Việt Nam theo Cato giáo Roma hay đạo Giê-xu là vì cái gì? Xin mời quý vị và các bạn đón xem phần thứ 2.